có biết để cây xanh phát triển tốt thì ngoại trừ rễ phải chắc khỏe ra thì lá cũng chiếm phần quan trọng không kém. Vậy nên ngoài việc chăm và bón phân cho rễ, bà con cũng không thể bỏ qua lá nhé. Hôm nay tôi sẽ được phép giới thiệu đến quý bà con một loại phân bón lá cao cấp, đó là NutriPro SD Root 100. Kích ra rễ cực mạnh, ra rễ nhanh, giải độc cho cây bị ngộ độc thuốc, ngộ độc phân, giải độc phèn, hữu cơ, chống nghẹn rễ, xanh lá, lớn trái, chống sốc nhiệt, sốc nước, tăng cường phẩm chất nông sản, to vụ, đẹp mã trái, hòa thấm sắc lâu tàn, tái tạo đất, chống chịu mặn, khô hạn, phục hồi cây sau thu hoạch cực nhanh, cây xanh tốt ngay, khắc phục hiện tượng vàng lá, rụng lá, thối rễ. Sử dụng được cho tất cả các loại cây trồng, phun pha 20ml trên bình 16 lít nước, 250ml trên phi 200 lít nước, tưới gốc pha 1 lít cho 1.000 đến 1.500 lít nước, định kỳ 15 đến 20.000 một lần. Mọi thắc mắc bà con vui lòng liên hệ đến hotline 0776 400038 hoặc truy cập website kỹsuhy.vn để được tư vấn.